đậu với lại xong rồi rồi. Ừ, to to. Cái này phải hai khay rồi anh ạ. Ừ, cho hết hết vào khay hết đấy. Không hết được một hai khay phải hai khay. Không hết à? Không hết là hai khay. Sáu giờ sáng, những người công nhân làm ca đêm bắt đầu ra về. Cùng lúc này, những người phục vụ bếp ăn cho công nhân bắt đầu ngày làm việc mới. Thế thôi mùa hè, nhưng mùa hè đây nó cũng không bị nóng lắm. Từng ngày mát mẻ mà. Mai ơi, đầu nhá Mai. Mai lấy của người ta, người ta để ngày ngày đấy để lấy lỗ. Chìa khóa của ai cắm? Bếp của tôi có rất nhiều bộ phận, như là bộ phận sơ chế này, bộ phận sơ chế rau củ quả này, rau này, sơ chế thực phẩm này, bộ phận nấu cơm này, bộ phận vệ sinh và các bộ phận mà các bạn ấy phục vụ can riêng. Hôm nay nhìn ngon nhỉ? Ngon. Rồi đến thì sẽ nhận thực đơn này, về bộ phận nào thì sẽ phân về bộ phận đó. Bộ phận làm rau sẽ có trách nhiệm của bộ phận làm rau, khi mà cái chính nhận đủ cân về số lượng của ngày hôm nay thì các bạn ấy sẽ chia ra người làm. Ví dụ đầu bếp thì sẽ nấu những cái món đấy, những người sơ chế thì các bạn ấy sẽ về bộ phận sơ chế, chia ra từng bộ phận. Đếm chưa? Đếm, nhưng mà đếm chưa đấy? Làm cho em hành tây chứ chị ơi. Hành tây làm rồi à? Làm cho em 20 con khoai tây nhá chị Hằng ơi. Mình làm canh cải xanh nhá. Kiểm tra hộ em xem dưa kia đủ không? Dưa này chắc đủ, không phải làm chắc rồi. Đủ này, đủ. Công ty này hiện có hơn 1.300 công nhân chia làm 2 ca, làm việc cả ngày lẫn đêm. Để đảm bảo chất lượng cho mỗi bữa ăn của người công nhân, thực đơn được nhà bếp tính toán rất cẩn thận. Bắt đầu từ rất sớm, nhưng thời gian dành cho việc chế biến các nguyên liệu cũng phải mất chừng đôi ba tiếng. Tôm rang mà. Mua đây hai cái kéo dày dày ấy, kéo mỏng ấy, chỉ cho chị Thanh, chị cắt cái ấy rồi. Mua đây hai cái. Ở bếp tôi thì thường là một ngày sẽ có khoảng 3 thực đơn cơm chính. Và sau đó có thêm một cái món cải thiện, đó là bún cháo phở để cho mọi người ăn. Và thay đổi theo từng ngày, từng tuần. Mỗi một tuần thì sẽ có một cái thực đơn tổng thể, và cứ mỗi một tuần thì chúng ta sẽ lại thay đổi tiếp, trong vòng một tháng sẽ rất ít một cái món mà phải lập lại. Phương hôm nay thấy mùi ngon lành, Phương cười khơ khớ, phớ lỡ. Hôm nay có canh gì cần dùng anh Hành không? Canh cải với canh gì? Khoai tây còn dùng được đúng không? Canh khoai tây, canh chua. Đầu tiên đến là mình sẽ phải kiểm tra thực phẩm này, đơn này, thực phẩm và cân đồ ra để cho họ làm thực phẩm. Sau đấy thì mình làm công việc thêm một cái guồng quay của mình, đến giờ chia thì mình lại ra cho công nhân ăn. Đến tầm 2 rưỡi 3 giờ thì hết giờ làm thì mình lúc đấy mình sẽ đi về, lúc đấy công việc của gia đình của mình. Phương ơi, Phương bố trí người ra làm gia vị cho cô đi. Nhưng mà hôm nay rẻ bò hôm nay ngon nhỉ? Ngon, giải xưa này nó ngon, không giải có xưa mỡ. Ngon, không có mỡ. Hả? Cho đi rồi gì? Ừ.
Chị Thanh ơi, xuống dưới nhà chuẩn bị cho em đũa thìa với cả mắm muối mì chính ở dưới nhà cho mọi người ăn với. Giấm. Ở bên tôi thì bận rộn nhất là cái giờ mà chuẩn bị cho cán bộ công nhân viên ăn. Bởi khi đó phải tập trung toàn bộ mọi người ra đến để chia cho công nhân ăn. 10 giờ 20 thì bắt đầu vào ca ăn. Thì trước đó đã phải có một đội ngũ để ra chuẩn bị. Thứ nhất là khay ăn này, phải chuẩn bị đồ ăn ra đấy này. Bởi vì mỗi một ca ăn chỉ có 15 phút cho công nhân thôi. Và mỗi một ca ăn thì nó rơi vào khoảng gần 200 người cho đến hơn 200 người. Và các bạn ấy chỉ di chuyển ăn trong vòng khoảng 5-10 phút thôi. Vì các bạn ấy ăn xong các bạn còn có thời gian nghỉ. Mỗi một cửa ăn sẽ khoảng 4 người sẽ đứng đó để chia cho các bạn ấy đáp ứng. Thứ nhất là thức ăn nóng tại chỗ và đưa em đi. Và không có tránh cái trường hợp là các bạn ấy phải xếp hàng quá lâu. Khi các công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi, cũng là lúc công nhân từ các xưởng lần lượt vào bếp. Họ chỉ có tối đa 15 phút để ăn bữa trưa, nên công việc của những người phục vụ bếp ăn cũng khẩn trương, gấp gáp hơn. Lấy thêm cơm không? Không. Các cậu này ăn cơm ngon không? Hết ca đầu tiên rồi nha, mọi người chuẩn bị các thứ thực phẩm mấy canh cho ca 2 nhá. Chị Liên phải bổ cho em thêm mấy khay dưa vào nhá. Không thể ca này là ăn đông hơn ca trước đấy. Chỗ này cũng thế này. Cái đầu đấy là chị cắt hơi to. Cái đấy là chị phải cắt thằng 5 đấy. Tức là khi mà công nhân mà ca đầu tiên ý, mà ăn ngồi vào rồi thì nhiệm vụ của những người mà chia thực phẩm ở đây là tập trung hết tất cả, nói chung là hết cả tất cả lực mình chuyển đồ thực phẩm ở trong đầu bếp, trong khu vực bếp để ra cái khu vực ủ này để phục vụ cho ca tiếp theo. Tức là mỗi một ca là cách nhau là 20 phút một ca, và mỗi một ngày ca của các buổi sáng là có 4 ca, 3-4 ca liên tục. 20 phút một ca. Bốn ca, bốn thực đơn khác nhau. Những người làm bếp ăn cho công nhân ở đây không có giờ phút nào ngừng tay cho đến khi kết thúc công việc vào lúc 12 giờ trưa.
Hơn 12 giờ, những công nhân cuối cùng rời bếp ăn. Những người phục vụ bếp bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Họ sẽ có vài tiếng nghỉ ngơi trước khi bước vào chuẩn bị cho bếp ăn chiều tối. Ngày nào cũng thế, suốt hơn 20 năm qua, những bếp ăn tập thể như thế này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Hà Nội. Để mà hoàn hảo thì không hoàn hảo được, nhưng mà mình chỉ cần một lời động viên của họ và chị hôm nay em thấy cái này rất là ngon, rất là mình cảm thấy thích rồi. Họ khen ngon là mình sướng, thế thôi. Bây giờ thí dụ như trong một ngày hôm nay mà có một cái món gì khuyết ấy là cái đầu ong kinh khủng luôn. Đấy, còn cứ nấu xuôi, trôi chảy ngon nghè thì là vui vẻ thôi.